Sài Gòn ngày 16 tháng 10 năm 2016. Cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn thành xong quyển sách thứ hai này. Ngày cậu đi, tớ gom hết nỗi buồn lại mà viết, gom cả những trống trải, những cô đơn, những nỗi niềm một mình. Chỉ bảo cậu ngồi yên cho tớ tập trung làm việc thôi, thế mà cậu lại đi lâu đi xa đến như thế. Tớ từng đọc được ở quyển tiểu thuyết Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào của tác giả Ichikawa Takuchi, một nhân vật đã đúc kết rằng nước mắt chính là từ ngữ để lấp đầy khung sườn của bản thảo. Nếu vượt qua được điểm giới hạn nằm ở đâu đó thì từ ngữ sẽ tự khắc lấp đầy vào thôi. Cũng giống như nước mắt, một khi đã bắt đầu trào ra sẽ không ngăn lại được. Ngẫm thấy đúng như vậy thật. Lúc còn cậu ở bên, tớ không muốn viết, không sao viết được một bài cho đàng hoàng ưng ý, vì những hạnh phúc niềm vui cậu mang đến, vì những điều có thể sẽ chia, kể ra cùng một người. Để rồi ngày cậu đi, chỉ còn lại một mình những bận rộn mỏi mệt cùng những lúc đến theo rồi cả nhớ nhung, hy vọng, đợi chờ, cả lo lắng, thất vọng, tuyệt vọng, buồn thương, nảy ra trong tớ rất nhiều thứ để viết và thôi thúc tớ phải viết. Cũng như cậu đi rồi, thời gian cô độc cũng nhiều, chẳng còn cần phải dành riêng cho ai, quan tâm đợi chờ ai nữa, cứ thế mà viết thôi. Nhớ lúc trước cũng từng nói với cậu là tưởng tượng đến ngày hoàn thành xong bản thảo chắc vui lắm ha, nhẹ nhõm lắm nhỉ, không còn phải áp lực, không còn phải mang nặng lo lắng nữa, có thể cùng nhau đi ăn thật vui, ăn thật nhiều để chúc mừng rồi. Vậy mà giờ hoàn thành rồi, cậu chẳng còn ở bên nữa và cũng không chắc sẽ quay về nữa. Ngày ấy cách xa bây giờ đến nỗi giờ nghĩ về cũng không còn nhớ những cảm xúc lúc mong đợi lúc đó như thế nào nữa. Nhưng nếu có thể tớ sẽ một lần hoặc nhiều hơn một lần níu lấy cậu, được không? Nếu có thể tớ sẽ một lần hoặc nhiều hơn một lần đến với thành phố ấy nữa, có được không? Và nếu có thể, đừng bỏ tớ ở lại một mình, chỉ còn một mình như lần ấy nữa, có được không? Ngày tháng năm. Nè, chàng trai, nếu có thể xin anh hãy quan tâm đến người con gái ấy nhiều hơn, được không? Cô ấy nhạy cảm lắm, lại hay tự ti. Chỉ cần người mình thương không trả lời kịp tin nhắn, cô sẽ chẳng thể nào tập trung làm được việc gì nữa. Chỉ cần bị hiểu lầm bởi ai đó mà cô xem là quan trọng, trong lòng sẽ hoài bức bối không yên. Cứ hay tự mình hy vọng rồi tự mình thất vọng. Cứ hay tự mình trông chờ rồi tự mình hụt hẫng. Cuộc sống cũng vì vậy mà rất ít khi nào thật sự ổn. Hơn nữa, cô ấy có tật rất hay quên. Nếu không muốn nói là vô cùng đáng trí. Mùa mưa ra ngoài chẳng mấy lần đem theo áo mưa. Mùa nắng đi chơi cứ luôn luôn để nón ở nhà. Mỗi lần bệnh ăn cơm xong, đố anh thấy cô tự nhớ lấy thuốc ra uống. Chạy xe ngoài đường thích đi vòng hơn là đi thẳng. Mấy lần đánh rơi thẻ xe, ngồi ngắm lại lúc nãy mình bỏ ở đâu, có nhận thẻ hay chưa. Một chi tiết nhỏ cũng không hề động lại trong đầu. Và cô ấy còn khờ khạo đến nỗi việc duy nhất có thể làm mỗi lần máy tính hư là ngồi cay cú nhìn nó. Xe chỉ cần tắt máy, cùng lắm đề đề đạp đạp thêm được vài cái là thành chủ đẩy xe. Gặp chút khó khăn liền thấy mệt mỏi, đụng chút thử thách liền muốn buông xuôi. Đối với đa số việc đều lơ mơ chậm hiểu, giữa cuộc đời một mình bước đi sẽ không vững. Thế nên mong anh một lần thôi, hãy nhìn về cô ấy. Người con gái cần sự yêu thương và chở che đến chừng nào. Tôi ước mình có thể tự làm tất cả nhưng chẳng được, bởi tim cô ấy chỉ có anh, chẳng có tôi. Ngày tháng năm. Sau này nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người mà mỗi lần em gọi, em tìm, đều nhanh chóng xuất hiện như vậy. Dù bất kể là đã mấy giờ,
dù bất kể sẽ là bao xa. Sau này nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có thể thoải mái ngồi yên cho em ở phía sau xe tăng động như thế. Nói nhảm, nói khùng trên trời dưới đất, hát mãi hát hoài hết bài này đến bài khác không biết mệt. Sau này nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người chỉ cần bên em, đi đâu thì cũng được, chỉ cần bên em thì ăn món gì cũng được, chỉ cần bên em thì xem bộ phim nào cũng thấy giá trị. Chỉ cần ở bên em thôi là đủ. Sau này nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có gì hay cũng muốn chia sẻ với em, có gì tốt cũng muốn em có cùng. Em cần gì người ta cũng không tiếc, em thích gì người ta cũng không phiền. Sau này nếu em tìm được người yêu, nhất định phải tìm được một người có thể chịu đựng được tính ương ương dở dở của em. Lúc buồn, lúc vui, lúc dễ chịu, lúc tức giận, đồng ý rồi lại đổi ý rồi lại đồng ý. Không bao giờ trách em một lời, luôn luôn một mình ôm hết vào lòng. Và sau này nếu em tìm được người yêu á, thì nhất định phải tìm được một người như tôi, yêu thương em nhiều hơn tôi, chiều chuộng em nhiều hơn tôi, tốt với em nhiều hơn tôi. Nếu đã không chọn ở bên tôi, thì nhất định không được ở bên một người chỉ luôn khiến em đau khổ, chỉ biết làm cho em rơi nước mắt. Em cứng đầu như vậy, nhất định phải tìm được một người đủ kiên trì để dỗ dành. Em yếu mềm như vậy, nhất định phải tìm được một người đủ sức bảo vệ, chở che. Và em tốt bụng như vậy, chân thành như vậy, thì nhất định phải tìm được một người thật sự lương thiện, thật sự biết trân quý tình cảm của người khác, biết chưa? Xin em, nếu một ngày rời đi, không cần thiết không đoái hoài gì đến tôi nữa, thì tuyệt đối phải hạnh phúc, thật hạnh phúc, đừng để tôi lo lắng bận lòng. Người tôi thương ngần ấy tháng năm. Ngày tháng năm. Có một kiểu yêu thương không bao giờ nói ra rõ ràng, cứ thản nhiên ngày qua ngày mà bên cạnh người ấy. Dùng hành động để tỏ tình, dùng quan tâm để chứng minh, chắc chắn người sẽ hiểu. Kiểu yêu thương như vậy sẽ không bao giờ đánh mất người, vì không chút lôi kéo giành giật người. Nhưng cũng mãi mãi không bao giờ có thể ôm người vào lòng, chỉ có thể đứng đó lặng yên chờ mỗi khi người tìm gọi cần đến. Ở đây đau, người cũng không biết. Ở đây tổn thương, người cũng chẳng hay. Và tôi đã từng yêu một người như thế. Yêu lâu, thật lâu. Yêu đến khi tình yêu ấy trở thành một điều gì đó rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng, nằm gọn ở một góc trong tim. Vẫn còn đủ chỗ để tôi bước đến với người này, tìm hiểu người kia. Nhưng sau cùng tình yêu ấy vẫn cứ mãi nằm đó. Người cũng vậy, cũng đi qua hết người này, nắm rồi buông hết bàn tay kia. Chỉ là đến tận sau cùng, lạnh nhạt, hờ hững rồi thân lại, người vẫn chẳng muốn thử một lần nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đã từng đi qua rất nhiều ngã đường Sài Gòn về đêm, những ngày lộng gió lẫn những ngày oi bức. Có cả những buổi trưa bất ngờ người gọi, Sài Gòn nắng chang chang nhưng chẳng là gì khi ở bên người. Chúng tôi từng đi rất nhiều quán xá, những chỗ sang trọng lẫn những quán vỉa hè. Hạnh phúc là khi có thể nhìn người vừa ăn vừa vui vẻ cười nói. Nụ cười vô tư sảng khoái, nhưng chẳng bao giờ là dành cho câu chuyện của cả hai. Người rất nhạy cảm, yếu mềm. Trong lòng người chất chứa bao nhiêu âu lo, sợ hãi. Nhưng bên tôi người lại vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát, thoải mái và không chút bận lòng. Vì vốn dĩ người chẳng đặt tôi trong tâm. Chỉ ở trước người thương, người mới cúi đầu. Nhiều khi tự hỏi, tại sao người lại quá tốt như thế? Luôn trân trọng tình cảm của tôi, luôn sợ tôi tổn thương. Mọi thứ đều rõ ràng, chẳng để lại tôi một món nợ gì. Làm hình thành một khoảng cách tôi không bao giờ có thể rút ngắn lại, cũng chẳng đành lòng phá vỡ bỏ đi. Và tôi đã từng yêu một người như thế.
chưa từng có một cái ôm, chưa từng có một nụ hôn. Có thể sẽ cạnh nhau cả đời, nhưng chẳng có nhau đậm sâu. Ngày tháng năm. Thích thầm một người trong những ngày tay vẫn còn bận bịu giấy bút sách vở cũng là một điều rất tuyệt vời. Là những ngày đến trường, thấy người ta ở đâu, liền mon men đến gần bắt chuyện hỏi thăm. Hỏi những câu hỏi rất bình thường vụn vặt thôi, cùng khuôn mặt vô cùng thản nhiên, ra vẻ chỉ là những người bạn quen biết hỏi thăm nhau. Giấu che đi sự thật rằng còn muốn nói, muốn được ở bên người ta nhiều hơn rất nhiều. Thích thầm lạ lắm. Vừa sợ người ta biết mà cũng vừa muốn người ta thấu hiểu. Rõ ràng giấu che rất là kỹ, bởi biết chắc người ta chẳng thích mình rồi, thế mà vẫn để lộ ra sự quan tâm, chú ý tìm hiểu. Cứ úp mở với đám bạn về người ta, còn đi trò chuyện với bạn thân của người, dần dần ai mà chả biết. Nhưng bởi lỡ thích rồi, thích cũng là hy vọng mơ mộng, tưởng tượng một ngày có thể cùng người ta buổi sáng đến trường, buổi chiều tan học đưa nhau về, mang thức ăn lên trường cho nhau, còn bên nhau đi ngang khắp sự ngưỡng mộ yêu thích của mọi người, mơ một ngày sẽ có đôi. Thích một người trong những ngày tay còn bận bịu giấy bút sách vở, khờ dại lắm. Cứ lẻo đẻo âm thầm đi theo người ta, dù người ta chẳng biết, quan tâm lịch học của người, quan tâm kết quả thi cử, biết người ta đăng ký lớp học thêm nào liền đăng ký theo. Cuối cùng lại không phải môn mình thích, môn mình thật sự giỏi, và bởi vốn dĩ hai đứa không phù hợp ngồi chung lớp ôn luyện, thế là ngày càng đuối, nghĩ mà buồn cười. Hạnh phúc khi ấy chỉ đơn giản là cùng người ta đi chung một đoạn đường đến lớp, đoạn đường đi về, cùng ngồi bên người ta nghe giảng, ghi chép, có cùng một chủ đề chung nào đó để nói. Vì người ta mà thấy mỗi ngày đến trường có thêm nhiều động lực, nhiều niềm vui ý nghĩa. Nhưng cũng vì người ta mà nhớ nhung, suy nghĩ đến nỗi chẳng còn chỗ đâu mà nghĩ đến bài vở nữa. Thế rồi cuối cùng cũng bị phát hiện, như một điều vốn dĩ hiển nhiên. Chẳng cần phải nói ra bằng lời, nhưng vẫn chẳng thể nào giấu trong lòng được khi đã dành tình cảm cho một người. Người bắt đầu chẳng đáp lại những thăm hỏi nữa, cũng dần né tránh làm ngơ, rồi bản thân cũng tự biết. Nơi nào có người thì tự động không xuất hiện nữa. Hai đứa cứ thế xa nhau dần trong lặng im. Khi ấy cũng còn quá nhỏ để buồn đau, cũng chưa đủ lớn để biết thất tình là gì. Hoặc bởi lẽ hai đứa cũng có gì đâu, hay cũng vì đã biết trước kết cục như vậy nên chẳng quá bất ngờ. Cứ để mọi thứ trôi qua như thế, cùng những tháng ngày thi cử trung học miệt mài. Chỉ có một điều không vừa lòng là tận đến ngày chia tay hai đứa vẫn chẳng nói thêm một lời nào, vô cùng đáng tiếc, rất buồn. Tuy vậy mà chẳng thể mở lời khi gặp mặt, cứ phải lướt qua nhau. Và những ngày tay còn bận bịu sách vở ấy, tôi đã từng rất thích, thật lòng rất thích một người, nhưng lại chưa từng dám nói ra như vậy đấy. Đến tận khi sắp phải xa nhau, vẫn nhất định chôn chặt tâm tư tình cảm. Tự nhủ sau này nếu đủ duyên đủ nợ để gặp lại nhau, chắc chắn sẽ tỏ rõ lòng mình. Cuối cùng sau này tuy đúng là có ngày gặp lại thiệt, nhưng tình cảm chẳng còn đủ để cần phải nói ra nữa. Dù vậy, nhắc đến những ký ức về tuổi học trò một thời thơ ngây trong sáng ấy, vẫn không thể nào thiếu vắng được hình ảnh của người. Từng là động lực để tôi đi học vui vẻ mỗi ngày, và cũng từng là lý do khiến tôi không sao tập trung hoàn thành nổi đống bài vở trên trường. Ngày tháng năm. Em vẫn nhìn thấy rõ những lần anh vô tâm hờ hững với em. Rất lạnh lùng, rất băng giá, ra vẻ là đùa nhưng rất thật. Bỏ mặc em với những túi đồ nặng chẳng sẻ chia, để em lại một mình đằng sau, không thương xót. Không thấy nhớ nhung khi xa em, và cũng chẳng mong đợi những lần gặp mặt. Em nhìn thấy rõ hết. Em thấy cả những lần anh không muốn ôm em vào lòng, không thích gần gũi vỗ về em,
không yêu thương và không thật sự hạnh phúc khi ở bên em. Chẳng day dứt lòng khi em đau, càng không gợn lắng lo khi em gặp chuyện. Cũng không muốn bảo vệ, chở che như bao người đối với người thương của mình. Buổi tối hôm ấy với đôi bàn tay đột nhiên trở nên lạnh cống, cả người cũng muốn rung lên. Em thật sự muốn được đôi bàn tay của anh sưởi ấm. Vậy mà anh vẫn bình thản như không, chẳng chút đoái hoài. Vậy mà em vẫn cứ thương, vẫn cứ tin rằng rồi chúng ta sẽ thành một đôi thật sự. Lần đầu tiên em thương một người mà được ở bên người ấy, được cùng nhau đi ăn, đi dạo, đi xem phim như những cặp tình nhân khác. Lần đầu tiên em được thoải mái vui cười, được làm trò chọc ghẹo người mình thương, được hờn dỗi nói ra những nỗi tủi hờn của mình, tự tin và đòi những điều mình thích, những điều mà trước đây chưa từng có. Bởi vốn dĩ mối quan hệ này em cũng gần giống anh, chẳng có quá nhiều tình cảm, cũng chẳng ước mơ hy vọng gì nhiều. Chủ yếu chỉ bên nhau thấy vui, thấy buông bỏ những mỏi mệt muộn phiền trong cuộc sống. Còn ở bên người em thật sự yêu, em sẽ rụt rè sợ hãi hơn, sợ sẽ đánh mất, sợ chia lìa, nhạy cảm và dễ tổn thương. Rồi cũng vì những điều đó mà em đã không được tôn trọng và luôn bị bỏ rơi. Em cứ nghĩ vì em quá yếu lòng như thế, chẳng thể mạnh mẽ như thế cho nên là người ta mới dễ nhàm chán, không hứng thú. Phải mà em tự tin hơn, tôn trọng bản thân hơn, xem nhẹ chuyện được mất hơn, chắc đã có thể bền lâu hơn và cũng hạnh phúc như bao người. Nhưng rồi hôm nay thì sao? Khoảnh khắc nhìn thấy anh bên người khác, anh cần nhiều hơn một người là em. Em thật sự muốn bật khóc, nhưng chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào. Vì em chẳng đau cho mối tình này, chẳng đau cho những ngày tháng qua. Bởi em cũng chẳng yêu quá nhiều, nhưng em đau cho chính bản thân mình. Không yêu nhiều nhưng em cũng đã rất nghiêm túc và hết lòng. Vẫn quan tâm, động viên, ủng hộ anh, muốn anh tốt hơn, vẫn chỉ có mình anh. Và quan trọng nhất, em đã không chút gian dối. Thà anh cứ để rõ ràng mối quan hệ này không hề giá trị đi. Chỉ là thoáng qua, chỉ là sự cô đơn tìm nhau, rã rời rồi xa nhau. Đừng cho em hy vọng em là đặc biệt, là duy nhất. Đừng cho em tưởng rằng em đã có thể khiến anh rung động, rằng chúng mình đã là một đôi. Và em đau khi bàng hoàng nhận ra, hóa ra khi em tự tin vui vẻ thoải mái nhất, vẫn chẳng đủ sức để giữ một người. Tấm chân tình này vẫn chẳng ai cần. Đến bao giờ em mới được hạnh phúc đây? Ngày tháng năm. Khi tôi trót thích một người, trang cá nhân trên mạng xã hội gần như chỉ dùng vì người ấy. Viết nhật ký chỉ mong người ấy đọc, đăng ảnh chỉ chờ người ấy xem, chia sẻ nhạc, video, các câu nói hay cũng chỉ mong người ấy hiểu. Lên mạng cũng chỉ để nói chuyện với người ấy, mong đợi riêng mình người ấy mà thôi. Vậy nên trang cá nhân này đã từng vì người ấy mà ngập tràn màu hạnh phúc. Hạnh phúc thể hiện rõ ở từng câu chữ, từng icon trên những dòng trạng thái, ở từng cái ảnh đăng, từng bài chia sẻ hay cả bức hình đại diện. Rõ đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy, cũng chọc, cũng biết ngay là tim này đã tìm được bến đỗ, lòng này đã nhớ, đã thương ai thật nhiều. Tường nhà tươi sáng rực rỡ hẳn. Và rồi giờ đây cũng lại vì người mà đượm màu u tối, thấm đẫm nét buồn. Dòng trạng thái từ lưa thưa vài chữ, đôi ba dấu chấm lửng, về sau thậm chí chẳng còn muốn lên nữa. Tấm bìa, tấm ảnh, lúc đầu còn màu trắng, màu đen, cuối cùng gần như xóa hết để khô cằn, rỗng không, cho lòng cảm thấy lòng đỡ nặng. Đều là vì người cả. Chỉ khác là ngày trước có người, hôm nay là vắng người.
Mà sau chia tay, nếu còn thương, tôi thường chẳng thể để tài khoản của người cũ trên trang cá nhân. Một khi còn để là từng tôi đăng cái gì cũng đều là vì họ, đều là chờ họ đọc. Đăng cái vui cũng là vờ cho họ thấy rằng tôi rất vui vẻ, tôi vẫn ổn, tôi chẳng sao đâu. Đăng cái buồn cũng là vì muốn gửi gắm nỗi niềm là tôi nhớ họ, tôi muốn nói chuyện với họ rất nhiều. Và cho dù có chán ghét mình vì điều ấy, chắc tại sao đăng cái gì cũng đều là cho người ta, tự nhủ sẽ im lặng, thì sự im lặng đó rốt cuộc nguyên do cũng khởi nguồn từ họ. Cứ mãi như vậy, còn để tên người là còn hy vọng, còn dõi theo, còn ngóng chờ, còn quan tâm. Cuối cùng, chỉ có phải chọn cách dứt khoát xóa sạch đi tất cả mới chịu từ bỏ niềm mong mỏi sẽ có thể dùng câu chữ mà mong người quay về. Do đó, người thương, nếu một ngày người thấy đã bị tôi chặn hết mọi cách thức liên lạc, dõi theo nhau, xin người đừng nghĩ rằng tôi đã chán ghét, hết nhớ, hết thương hay bỏ rơi người. Mà hãy hiểu chính vì tôi còn quá nhớ, quá thương nên mới phải làm như vậy. Nói đúng hơn là vì quá đau người à. Đau khi cứ phải trông ngóng hy vọng, đau khi cứ phải ghen mà không có quyền ghen, người có biết. Và nếu như thật sự ngày đó xảy ra, thì ấy cũng là ngày mà tôi tin chắc người thật sự không còn cần đến tôi. Cả hai đã chẳng còn có thể đối diện với nhau, những chất chứa tâm tư chẳng thể bày tỏ được với người nữa rồi. Tỏ rồi cũng chẳng được gì, tỏ nhiều người cũng có quan tâm đâu. Cô gái ấy từ ngày biết kề cạnh anh đã có một người mới, liền lập tức chẳng chút liên lạc gì với anh nữa. Không kêu gọi, cũng chẳng mấy hỏi thăm. Không kèo kéo rủ rê, càng không bao giờ than thở với anh cô đang đơn côi một mình. Trang cá nhân kể từ khi anh đồng ý bên người, cô cũng không còn muốn viết thêm gì nữa. Những dòng tâm tư trĩu nặng nhớ thương cô giấu hết vào tim, vào lòng. Lại tuyệt đối không bao giờ có những lời hờn, lời trách. Quan trọng nhất, cô chưa từng một lần nhắn gửi gì đến người mới của anh. Càng không bao giờ ra vẻ gì mình từng là những ký ức xưa cũ. Từng cùng anh trải qua những tháng ngày yêu thương vụng về. Kể từ ngày biết kề cạnh anh đã có một người mới, cô chưa từng làm phiền đến hạnh phúc, đến bình yên nơi anh. Là mong anh không khó xử, là chẳng muốn người kia bận lòng, không đợi anh quay trở lại, không chờ anh trở về. Bởi anh có ai rồi, chờ đợi anh quay lại, trở về, khác gì mong tình anh chẳng ấm êm, tan vỡ. Thương anh rất nhiều, cô đành lòng đau. Ngày tháng năm. Sẽ có một giai đoạn trong đời, vì để được ở bên một người, được nhìn thấy người ấy mỉm cười bình yên mà ta bất chấp tất cả, nhận hết phần thua kém thiệt thòi về mình, cái gì cũng chủ động, cái gì cũng chiều lòng người ta, nhận cả những tổn thương xót xa đau lòng, không để người bận tâm khó xử lo lắng chút nào. Chỉ cần nhìn thấy người vui thì mình cũng vui, khi người buồn mình rơi nước mắt. Chỉ có người ta là trung tâm duy nhất, quên hoàn toàn bản thân, để rồi đến khi người rời đi còn đơn độc ở lại, mới đau xót nhận ra cả tâm hồn đã chằng chịt vết thương, không thể nào nguyên vẹn, cũng không thể nào chữa lành được nữa. Giờ đây thương một người đến đâu cũng biết tự bảo vệ mình, lòng kiêu hãnh tự tôn cũng cao hơn hẳn, còn biết tự tin, tự nhìn thấy giá trị của mình. Cho đi yêu thương, biết mong nhận lại, tránh xa những người không biết trân trọng mình, bởi hiểu rằng mình cũng biết đau, rất đau và cũng cần được yêu thương. Hy sinh cho một người nhiều, để rồi làm gì? Quên đi bản thân mình, quên đi cả những người quan tâm mình, để rồi được gì? Người không yêu mình thì dù mình có thế nào, người ta cũng sẽ không cảm thấy có ý nghĩa.
Có chăng thì chỉ rung động chút thôi. Nhưng khi cần đi, người ta vẫn đi. Khi muốn buông, người ta vẫn buông. Không chút lưu luyến, không chút bận lòng. Cho đến sau cùng, người ta vẫn thương chính người ta nhất. Hoặc thương người mà người ta thương. Còn mình chẳng là gì cả. Đến một giai đoạn trong đời, ta buồn vui sẽ không còn chỉ vì một người duy nhất nữa, mà sẽ được chồng chất đè nặng bởi nhiều thứ hơn. Khi trưởng thành sẽ rất nhiều thứ phải làm, phải lo, phải nghĩ. Chẳng còn thời gian đâu để nặng lòng rũ bỏ cuộc sống chỉ vì một người. Nhưng thay vào đó sẽ là một nỗi nhớ nhung cùng cô đơn vô định. Ta cứ thương thương, cứ ngóng chờ người, lặng lẽ quan tâm người, chẳng nói ra. Không dám bước tới mà cũng không hoàn toàn đứng lại. Cứ âm thầm mà nỗ lực hoàn thiện bản thân, trang bị những điều tốt đẹp nhất, mong sẽ có ngày người hiểu, chính là dành cho người. Với một số người trưởng thành là như vậy. Càng thích một người mà biết người ta không có ý với mình, sẽ càng tự trau chuốt chăm sóc mình. Chăm sóc cho hiện tại và tương lai của mình, nhất định không bao giờ để người nhìn thấy sự yếu mềm thảm hại của bản thân. Nghĩ thử xem, bản thân lúc này đã không có được những thứ người cần để muốn ở bên rồi. Nếu càng yếu mềm thảm hại, thậm chí bi thương, chẳng phải sẽ càng thua cuộc sao? Và đến một giai đoạn ta ngồi nghĩ về những cảm xúc đã từng có. Gọi là không thể đánh mất một người, không thể buông bỏ một người, vắng một người như cả thế giới thinh lặng. Chợt thấy sao xa lạ quá. Không thể nhớ nổi, không thể mường tượng nổi nữa. Cũng không còn nhớ được mình đã từng đau, rất đau như thế nào. Đau đến nỗi chiều đến đêm buông, nước mắt không ngừng rơi. Lòng ngực nhói thắt, trống tan hoang bởi những đánh rơi và mất mát. Quá xa, thật sự quá xa rồi. Giờ đây cứ hay im lặng. Có những chuyện không thể nói ra, hoặc biết nói ra cũng không được gì. Với cả quá mệt mỏi, cũng chẳng còn sức để mà nói. Càng không muốn than vãn kể khổ, chỉ biết im lặng, rủ người mệt nhoài thế thôi. Để được đổi khác cùng thời gian trôi, ta phải trải qua rất nhiều chuyện, học và biết rất nhiều điều. Chỉ là đổi khác, không phải mạnh mẽ, cũng không hẳn trưởng thành. Nhưng sự đổi khác ấy cũng đã lấy mất đi của ta những năm tháng, những cảm xúc mà ta không bao giờ có thể trải qua thêm một lần nào nữa. Ngày tháng năm. Là vì em nhớ sự dịu dàng của anh, người đã từng quan tâm em như thế, người đã từng ân cần với em như thế. Em nhớ những lúc anh nhẹ nhàng hỏi thăm tìm gọi. Em nhớ những lúc anh vờ nhõng nhẽo hay khó chịu ghen tuông. Nhớ những lúc anh của em dễ thương, đáng yêu đến lạ. Hay cả những lúc anh tức giận vì em làm chuyện sai, em không nghe lời. Em thật sự rất nhớ giọng nói ấm áp của anh. Nhớ những câu nói, những biểu hiện cho thấy chúng ta là của nhau, chúng ta thuộc về nhau. Biết không anh? Sự dịu dàng là một điều gì đó dễ khiến người ta nhói thắt, bồi hồi tim khi nhớ về. Nó êm đềm, rất nhẹ chảy trôi trong dòng ký ức. Nhưng từng gợn sóng nó vỗ vào lòng lại mang sự tác động vô cùng lớn. Có khi đó chỉ là hình ảnh của một khoảnh khắc thôi, của một câu chuyện thoáng qua mà lắm lúc người trung tâm được kể đến còn không để ý, không ghi nhớ, chẳng lưu lại chút gì. Ấy vậy mà ta lại cất sâu, khắc cốt ghi tâm, từng vô cùng hạnh phúc, vô cùng xem trọng như vậy. Thế nên mới đau, thế nên mới chẳng thể buông bỏ, là vì em thua sự dịu dàng ấy. Anh mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy hình ảnh một người con gái giữa màn đêm tối đen, tĩnh lặng ngồi ôm mình bó gối, run rẩy khóc nức nở lên rõ ràng từng tiếng một. Nước mắt như mưa tuôn xuống.
vừa khóc lại vừa lấy tay quệt đi, không muốn nhòa ướt lấm lem mặt mình. Vì tràn trề những nỗi nhớ anh, vì vỡ òa tất cả kìm nén, anh mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy hình ảnh ấy. Bởi nếu có một ngày gặp lại, đối diện với anh, chắc chắn sẽ là nụ cười thật tươi trên môi cô. Hệt như cô chưa từng yêu và đau vì anh bao giờ. Hệt như em chưa từng yêu và đau vì anh bao giờ. Có đôi lần em dằn vặt với câu hỏi, liệu thời gian có thể nào cho phép em được một lần quay ngược về sống lại những khoảnh khắc ấy không? Những khoảnh khắc có anh dịu dàng nói cười, có anh dịu dàng cầm tay, có anh dịu dàng trao môi hôn. Có đôi lần em đã thật sự mong nhớ chúng như thế đấy. Dù biết rằng tất cả sẽ chỉ là một lần thoáng qua, thậm chí nếu được về, rồi có khi còn đớn đau hơn bây giờ đó, lúc nhận ra thực tại đã không còn gì nữa. Đau là bởi vì ký ức, nặng lòng không thể buông bỏ cũng bởi vì ký ức. Rõ ràng có thể quên đi, rõ ràng có thể vui hơn, vậy mà vẫn cứ chọn buồn. Nhưng bởi vì nhớ quá, thương quá, biết phải làm sao. Thật xót xa khi giữa việc nhớ và quên, việc chọn nhớ anh lại làm cho em nhẹ lòng đến như vậy. Cũng như giữa chẳng đoái hoài và thường xuyên theo dõi, việc chọn không rời xa khỏi cuộc sống của anh cùng ký ức của chúng ta lại làm em an tâm biết bao. Hay giữa từ bỏ và tiếp tục đợi chờ, nuôi hy vọng một ngày gặp lại sẽ mãi bên nhau, khiến cho em cảm thấy vô cùng yên bình. Hóa ra cho đến tận sau cùng, chỉ riêng mình em là sợ mất anh mà thôi. Là vì em nhớ sự dịu dàng của anh, là vì em thua sự dịu dàng của anh, là vì em chẳng thể quên những hạnh phúc của chúng ta đã từng vun đắp và gìn giữ như thế. Mặc kệ giờ đây chỉ còn mỗi em cứ ôm khư khư tất cả, còn anh xa, rất xa rồi. Ngày tháng năm. Đã từng vì một người mà cố gắng sống tốt hơn, cố gắng tối không thức khuya, sáng dậy thật sớm, đến lớp đều đặn, bớt ngồi máy tính, đọc sách nhiều hơn. Vì muốn người ta yên tâm, không phiền lòng vì mình, muốn người ta luôn được vui vẻ, thoải mái nhất. Cuối cùng mới biết, hóa ra người ta có bao giờ lo lắng đâu, chỉ là tự mình huyễn hoặc, tự mình ảo tưởng vị trí bản thân trong lòng kẻ khác. Đã từng vì một người mà cố gắng thay đổi vẻ ngoài của bản thân, lao vào các hướng dẫn làm đẹp, tránh tối đa các nguyên nhân hại da, hại tóc, bắt đầu xài nước hoa, bắt đầu tập tành phối đồ. Sau này khi người ta đi rồi, còn làm đẹp hơn thế nữa. Có lẽ vì muốn ngày gặp lại, người ta sẽ hối tiếc. Có người thì lại muốn một hôm nào đó người ta sẽ quay về. Và cũng đã từng vì một người mà cố gắng chạm những thành công này, những thành tích nọ. Chỉ vì mong được người ta chú ý đến, chỉ mong được người ta nhận thấy giá trị của bản thân mình. Cả con đường tương lai phía trước, đâu đâu cũng thấy thấp thoáng bóng hình của người ta. Đã từng có những ngày trẻ dại như thế. Thậm chí vẫn đang như thế. Cuộc đời của mình mà cứ đi cố gắng sống vì một kẻ khác thôi. Mất đi người ta rồi, cảm thấy đời chẳng còn là đời, sống chẳng còn là sống nữa. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đời này có một người như thế để ta lấy làm động lực, cố gắng phấn đấu, hoàn thiện bản thân mình như thế. Cũng là một phước phần mà chẳng mấy ai có được, dẫu có là một phước phần đớn đau. Ngày tháng năm.
Em đã từng yêu anh bằng một tình yêu đơn độc, đầy sự hy sinh. Lúc nào cũng chỉ mong anh hạnh phúc, mong được thấy anh vui vẻ. Chỉ cần có thể bên anh thôi là đủ, không cần đòi hỏi nhận thêm gì. Chẳng biết bản thân ngày qua ngày đều lặng lẽ tổn thương. Để rồi sau này khi đành phải dừng lại, em không chấp nhận nổi việc hết mình hy sinh cho bất kỳ ai nữa. Em đã từng yêu anh bằng một tình yêu cố gắng, cam chịu. Biết là anh không tốt, biết là anh chẳng rõ ràng. Càng biết rằng với em, anh vốn không đủ yêu thương, nhưng vẫn không cách nào quay lưng được. Vẫn âm thầm hy vọng, âm thầm tin tưởng hạnh phúc với từng chút hạnh phúc anh dành cho. Để rồi sau này anh đi, em không còn dám đặt lòng quá nặng vào mối tình nào nữa. Em đã từng yêu anh bằng một tình yêu vội vã, chẳng đắn đo. Mau chóng tưởng rằng anh đã trân trọng, quan tâm. Mau chóng cho rằng mình sẽ bền vững lâu dài. Để rồi sau này nhìn khoảnh khắc anh nhất định dứt khoát buông tay, em không còn đủ tự tin, cũng như tin tưởng mà nhận lấy tình cảm của ai nữa. Và em đã từng yêu anh, thật lòng yêu anh bằng một tình yêu đầy trẻ dại, khờ khạo như thế. Không biết nên yêu em bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu mới là phải. Không biết nên xử lý lúc anh lạnh nhạt hờ hững ra sao. Cũng không mạnh dạn với chính mình, lo chuyên tâm đắp xây hạnh phúc. Để rồi chẳng đủ sức giữ nổi anh, cũng không đủ mạnh mẽ để vượt qua những nỗi đau chia cách. Thế nhưng em sẽ không trách mình, càng không bao giờ trách anh. Vì đó vẫn là em, là chính em, chẳng ai khác. Cần phải trải qua va vấp đổ vỡ thì mới trưởng thành lên được. Rồi một ngày em sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc, dù có ai hay chẳng còn ai trong cuộc đời này. Đôi lúc bất chợt nhìn lại những người đã đi qua cuộc đời mình, bằng rất nhiều mối quan hệ, bằng những khoảng thời gian khác nhau. Có người lâu dài, có người ngắn ngủi, có người là bạn thân, có người thương rất nhiều, có cả những người chưa kịp gọi là ai. Thật lòng muốn hỏi họ một câu, chẳng ngờ có ngày chúng ta lại thành ra như thế này nhỉ? Đã từng rất vui vẻ đến thế mà. Ngày tháng năm. Bọc ở phía ngoài là hình ảnh tớ lạnh lùng, mạnh mẽ, thản nhiên cùng cậu, im lặng. Nhưng thật ra bên trong, cậu làm sao biết tớ rất buồn. Mỗi ngày đều hy vọng trông ngóng cậu, cho đến tận khi trở thành tuyệt vọng, cậu cũng đâu nào hay biết. Rõ ràng ban đầu buồn vì cậu, còn định lặng im với cậu, không muốn nói chuyện với cậu. Hoặc còn phân vân sẽ không biết phải trả lời liền hay trả lời thờ ơ thế nào nếu tin nhắn cậu đến. Vậy mà sau đó lại cứ ngóng đợi cậu, bật tắt điện thoại liên tục. Chẳng ai ngờ chính cậu mới lại lặng im trước cả tớ. Cũng là lặng im, nhưng chắc chắn khác cậu. Tớ vẫn biết cậu lên mạng lúc nào, rời mạng lúc nào. Sáng dậy mấy giờ, tối thức khuya đến mấy giờ. Cậu đăng bài tớ liền thấy, cậu bình luận ở đâu tớ cũng đọc được cả. Cảm thấy rõ ràng như rất gần bên tớ, nhưng lại không có cách nào chạm vào được. Không dám tương tác, không dám nhấn thích ngay, sợ cậu biết tớ quan tâm, vẫn luôn quan tâm, dõi theo cậu rất nhiều. Từ ngày im lặng ấy mà, cậu làm gì, đi đâu, sống buồn vui thế nào, tớ không còn biết được nữa. Nhìn cậu giờ này sao mà còn ở nhà, thường là ra ngoài rồi, thắc mắc, lạ lắm. Nhưng cũng chỉ ôm niềm thắc mắc đó để tự nhẹ nhàng qua đi. Hay có những đêm rất khuya, nhìn thấy chấm xanh trước tên cậu sao vẫn còn sáng hoài, chưa chịu ngủ, tớ cũng thao thức trằn trọc theo mãi. Muốn vào hỏi cậu đang làm gì, hỏi sao nay thức khuya thế, muốn gửi một lời chúc lát ngủ thật ngon. Nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể im lặng chờ sắc xanh ấy tắt đi, chẳng thể buông nửa lời. Biết phải lấy tư cách gì mà quan tâm cậu ấy nữa.
Huống hồ cậu cũng có vì một lời chúc của mình mà ngủ ngon thêm đâu. Và từ ngày cậu im lặng chẳng khác nào đã ra đi, đêm của tớ chẳng còn yên bình nữa, cũng như chẳng còn gì để mong đợi ngày hôm sau. Chẳng còn được như ngày trước, buông chiếc điện thoại sau cuộc nói chuyện dài với cậu là nhắm mắt ngủ ngay, toàn thân rã rời. Giờ lại trở về với những đêm khuya nằm ôm những thiết bị điện tử, trở lại với những ngày một mình tới lui lặng lẽ, tìm những cuốn phim bộ, những chương trình giải trí, rồi cứ thế qua hết ngày. Thời gian đầu thấy chẳng quen, chẳng thể nhìn nổi tên cậu sáng mà chẳng thể làm gì. Càng buồn hơn khi cuộc trò chuyện của chúng ta đột ngột dừng lại dở dang từ ngày hôm ấy. Chán nản quá, thôi ẩn mất tên cậu luôn, trở về trạng thái ẩn với tất cả, không hiện riêng với mình cậu nữa. Vậy mà cuối cùng lại nhớ quá, thấy thiếu vắng quá, cũng chính tay tự mở lại lên. Có vậy thôi mà cũng vơi bớt đi nhớ nhung rất nhiều. Thật, có những ngày như thế. Chỉ nhìn tên cậu sáng thôi mà cũng thấy lòng bình yên đến lạ kỳ. Ngày tháng năm. Em đã cố gắng rất nhiều. Lần này em đã cố gắng rất nhiều. Em đã cố che đi những yếu đuối hoảng sợ trong lòng mình. Chẳng để anh biết rằng bản thân này vô cùng nhạy cảm hay suy nghĩ và rất lắm tự ti. Em tỏ ra bên ngoài là tất cả những gì tự tin rạng rỡ nhất của mình. Em im lặng khi anh nhắc đến điều gì đó mà em biết nó đối với mình là một khuyết điểm. Chẳng như ngày trước, em không ngừng run rẩy dè dặt, dễ bị tổn thương và dễ bị nỗi buồn lấn át. Giờ đây em biết có như thế thì cũng chẳng được gì. Khuyết điểm sẽ vẫn còn đó. Cũng như lỗi lầm của anh có khi chỉ nhỏ mà lại bị xé thêm to. Thế nên em tập chấp nhận và hoàn thiện. Tập nghĩ thoáng hơn, bớt muộn phiền. Em đã cố bớt nói những lời nhớ thương, bớt đòi hỏi phải gần gũi anh hoài. Tập cho nhau khoảng không gian riêng và tập có cuộc sống riêng của mình. Học chăm chỉ, làm việc thật tốt, đọc sách, vui chơi cùng bạn bè, không ngừng trau dồi, hoàn thiện và phát triển mình hơn. Chẳng như ngày trước, lỡ yêu ai đó rồi chỉ dính chặt với người ta mà thôi, chẳng muốn làm gì nữa. Thế nên người ta rời đi chút cũng không chịu được, đọc tin nhắn không kịp trả lời cũng sẽ dỗi hờn, để rồi cuối cùng đánh mất nhau. Vì em hiểu, cái em cần giờ đây chẳng phải là những giây phút bên nhau ngắn ngủi nữa, mà cả hai có thể bình bình yên yên cùng nhau đi qua tháng tháng ngày ngày. Và em đã cố gắng, rất cố gắng như thế đấy. Nghe thì dễ, mà thật sự chẳng dễ với em đâu. Vì em đã nỗ lực thay đổi mình, nỗ lực làm và nghĩ khác đi những gì mình vốn có. Vì thế em đơn độc đến vô cùng. Có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng phải kìm giữ lại. Có rất nhiều mong ước muốn làm nhưng nhất định phải mạnh mẽ buông xuôi. Thậm chí còn bắt bản thân bớt gần anh, để anh tạm thời chẳng thấy được những khuyết điểm của mình, để lòng cũng chẳng quá yêu thương sâu đậm. Chỉ vì sợ mất anh, chỉ vì muốn anh bên cạnh đến mãi sau này. Em còn định sẽ mập mờ không rõ ràng mối quan hệ của chúng ta nữa. Định cả hai sẽ bên nhau thôi, nhung nhớ nhau thôi, đồng cảm thấu hiểu với nhau là được. Em sợ lắm rồi những vấn đề sẽ xảy ra khi bước chân vào cuộc tình chính thức. Sợ anh chưa hiểu rõ lòng mình muốn gì, cảm xúc thế nào. Sợ lần nữa bản thân lại vội vã như ngày trước, để rồi lỡ làng. Vậy mà sau bao cố gắng, mọi nỗ lực, mọi toan tính dự đoán trước, anh vẫn đi. Kết quả cuối cùng vẫn vậy. Nhưng em vui vì mình đã làm thật tốt, đã nỗ lực, cố gắng, không còn điều gì để tiếc nữa. Và cứ thế, em kiên trì và mạnh mẽ như vậy. Hạnh phúc rồi sẽ đến, phải không anh?
ngày tháng năm. Người đi rồi, sau này có thể yên tâm làm việc, không còn vì nhớ người, vì muốn được trò chuyện ở bên người mà không thể nào tập trung được nữa. Người đi rồi, sau này thấy mấy bộ phim hay có thể tự mình xem ngay, không cần phải gói ghém để dành trong đợi người cùng xem nữa. Người đi rồi, sau này không còn buồn ngủ đến díp cả mắt, nhưng vẫn chờ người vui chơi bên ngoài về, được chúc người ngủ ngon, nghe người chúc ngủ ngon rồi cả hai ngủ cùng lúc nữa. Người đi rồi, sau này không cần mỗi ngày đều phải nhắc nhở, kể lại với người những điều hay, dặn người tránh những điều xấu, luôn mong mỏi người sẽ tốt lên nữa. Và người đi rồi, sau này sẽ không phải mỏi mệt buồn tủi khi người trả lời tin nhắn chậm hoặc đột nhiên biến đi đâu mất. Không còn phải gợn lòng ganh ghen khi người nhắc về người cũ, nhắc thương, nhắc buồn. Không còn những lo lắng bất an, rồi một ngày người sẽ im lặng rời đi. Người đi rồi, nhớ nhung xót xa cũng nhiều, mà bình yên bớt bão tố cũng nhiều. Thôi thì cứ đành như vậy, chấp nhận như vậy, rũ bỏ hết những muộn phiền mà tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình, an nhiên trở lại với những ngày tháng như khi người chưa đến. Ngày tháng năm. Cậu à, nỗi nhớ này sao dài rộng thế? Nhớ những khi trò chuyện vui cười với nhau, nhớ những lời quan tâm thăm hỏi. Đang ở đâu, ăn chưa, đang làm gì? Vụn vặt thế mà cũng đều đặn qua tháng ngày. Đâu phải dễ tìm được người mình muốn quan tâm, càng chẳng dễ tìm được ai quan tâm mình. Nhớ cả những lúc hai đứa xem phim cùng nhau. Ở xa mà, chỉ có thể xem cùng lúc qua chiếc máy tính riêng của nhau. Hẹn giờ cùng nhau bấm bắt đầu, bàn luận bình phẩm bằng những con chữ qua màn hình tán gẫu trên mạng. Thấy vui lắm. Xem được một bộ phim ở nhà không bấm lướt qua đoạn nào, cần rất nhiều kiên trì, cần hơn cả chính là có một người xem cùng, và là xem cùng với cậu. Nhớ ngậm ngùi khoảng thời gian đầu hai đứa liên lạc với nhau. Khi ấy cậu vô cùng ấm áp, cậu nói thật nhiều, cười thật nhiều, luôn trả lời nhanh những tin nhắn của tớ, tận dụng từng khoảng thời gian rảnh và có thể nhất để trò chuyện cùng tớ. Có khi là vừa mới đặt chân tới đâu đó cũng liền nhắn ngay. Những khi ấy tớ thật sự rất vui và hạnh phúc, nhưng đều giả vờ và ngại ngùng, báo khi nào cậu thật sự ổn định thì hẳn nhắn. Rõ ràng là đợi tin cậu từng phút từng giây, thế mà lại chẳng dám chạm vào những khi cậu quá nồng nhiệt như thế. Là vì tớ sợ nó sẽ sớm mất đi. Như chính ngày hôm nay, ngay bây giờ vậy. Khi cậu nhận ra lòng mình vẫn vướng nặng cuộc tình ngày ấy, cũng như nhận ra rằng tớ chẳng đủ sức là người thế thay, rồi cứ thế cậu đi. Thế nên cậu à, dẫu nỗi nhớ này có dài rộng đến thế nào, thì tớ vẫn cảm thấy chẳng so nổi với khoảng cách mà tớ cần phải vượt qua để có thể bước đến với cậu. Nó xa thật xa, mà lại lắm những gai nhọn giăng đầy. Chưa kể dù tớ có thể vượt qua được, bước đến rồi, chẳng dám chắc liệu cậu có nắm lấy tay tớ hay không. Vì vậy tớ chỉ có thể như thế này, cùng cậu đột nhiên lặng im như vậy, lặng lẽ nhìn hoài màu tên cậu bật sáng thành công cụ tán gẫu, nhưng không thể gõ một lời nào. Bởi thứ lỗi cho tớ đã chẳng còn là tớ như ngày xưa nữa. Cam tâm tình nguyện chịu mọi đớn đau tủi buồn để ở bên một người, làm tờ băng dán vết thương cho người ấy. Đến khi vết thương ấy lành rồi, người liền chẳng hề bận tâm tiếc nuối mà vứt tớ đi. Thậm chí lại còn lần nữa quay đầu về nơi đã từng khiến người tổn thương, bất chấp có thể tổn thương thêm lần nữa. Xin lỗi, tớ chẳng thể dũng cảm và vững lòng như ngày ấy được nữa rồi. Chẳng thể chấp nhận nổi việc mình hết lòng vì một người,
còn người ta thì nhẫn tâm và phũ phàng đến như vậy. Do đó chỉ có thể như này thôi, cùng cậu lặng im như vậy. Nhưng sau này có thể cho tớ một cơ hội được không? Khi tớ đã sẵn sàng, đã hoàn thiện bản thân hơn, đầy đủ hơn. Và cậu nếu chưa quay lại với người ấy, vết thương cũng đã nhạt phai hơn xưa, thì có thể cho chúng ta thêm một cơ hội được không? Tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa, biết về nhau nhiều hơn nữa, để chẳng phí một lần duyên gặp gỡ, cũng là để tiếp nối câu chuyện ngày xưa, chẳng đáng phải đột ngột dừng dở dang như vậy. Có được không? Ngày tháng năm. Tôi đã từng thích một người suốt quãng thời gian dài. Trong lòng là bao nhiêu bão tố, lúc dâng cao, lúc ào ạt, lúc ngã nghiêng, lúc xô bờ. Còn người ấy chỉ đứng ngoài thản nhiên, lặng lẽ, không hề hay biết. Khi thì bắt bản thân nhất định phải mạnh mẽ, tin vào chính mình. Không được vội buông xuôi từ bỏ, không được sớm nghĩ đến thất bại rút lui. Sau đó lại nhìn ra rõ ràng bản thân và người có rất nhiều điểm không hợp. Rõ ràng không thể đến được với nhau, rõ ràng sẽ không bao giờ có được lòng người. Mà có được rồi, có khi cũng chẳng bền lâu. Khi thì cho phép mình thả trôi theo cảm xúc, dốc lòng tiến bước, cố gắng chủ động. Sau đó lại tự nhắc mình không nên chủ động quá, sợ người sẽ xem thường, sợ người sẽ thương hại. Chủ động hoài có chắc đổi được yêu thương? Khi thì chẳng cho tìm được mong nhớ, hy vọng, chẳng được phân định rõ ràng biết ai là của ai. Chỉ cần bên người thấy vui là được, làm những điều như những cặp tình nhân mà không cần ai gọi cả hai là tình nhân. Sau đó lại chẳng giữ nổi lòng mình, muốn người là của riêng, muốn người nghiêm túc, kề cận mình nhiều hơn thế. Khi bắt đầu thấy người hững hờ lạnh nhạt, dường như chẳng có những cảm xúc như mình. Và khi thì im lặng buông tay từ bỏ bởi những thất vọng, đợi chờ, tủi đau. Sau đó lại phó mặc tới đâu thì tới, đừng xem quan trọng nữa. Có thì vui, không thì thôi, khi người chỉ vừa cất vài câu thăm hỏi. Cứ như thế, mãi tự xoay mình trong vòng tròn luẩn quẩn chẳng thể thoát ra. Cho đến cuối cùng cũng đành phải dứt khoát lặng im, quay lưng, bước đi, buông bỏ. Nhận ra bản thân mình hình như vẫn thế. Vẫn một khi yêu là dốc hết lòng hết dạ, nghiêm túc chân thành, chỉ muốn thuộc về riêng một người, chấp niệm đến rã rời. Ngày tháng năm. Ai đó từng nói từ bỏ một người không thể chỉ qua một nỗi đau lớn là có thể làm được, mà nó phải trải qua vô số những nỗi thất vọng nhỏ nhặt mà thành. Bản thân tôi cũng đã từng thích một người, rất thích một người, nhưng cứ hoài đón lấy những nỗi thất vọng, khiến trong lòng dù muốn kiên trì đến mấy, muốn tự tin đến mấy, cũng đành phải buông xuôi từ bỏ như thế. Hệt một kết cục vốn đã được định sẵn từ đầu. Thất vọng là khi rất nhớ người, muốn được nói chuyện, muốn được quan tâm, hỏi thăm người, dốc hết can đảm chủ động liên lạc, thì rất lâu sau người mới hồi đáp. Đáp xong rồi cũng chẳng hỏi lại tôi câu nào. Có khi thản nhiên xem mà không trả lời, đang dở dang mà đột ngột im lặng. Thất vọng là khi nghe người nói người thích một món đồ, hào hứng hồ hởi trích lấy một phần trong số tiền ít ỏi mình có được chạy ngay đi mua. Đến khi trao tận tay, người chẳng nở nổi một nụ cười, chỉ buông một lời lịch sự cảm ơn. Lần nói chuyện sau hỏi tôi mua làm gì? Có còn cần thiết nữa đâu mà. À, mà lần nói chuyện đó cũng là do tôi sốt ruột mà liên lạc trước. Hỏi người có thích không, có thấy vui không? Thất vọng là khi người cứ hay nhăn nhó, khó chịu, nạt nộ, giận dữ với tôi, dù bắt nguồn từ những chuyện chẳng đáng gì cả. Đỉnh điểm là lần người lớn tiếng, nặng lời bực dọc,
khi tôi lại làm trái ý người muốn. Mà chuyện cũng nhỏ, nhỏ lắm thôi. Chắc tại bên tôi người chẳng vui. Và thất vọng là khi tôi cứ phải chủ động, mãi chủ động như thế, người cứ im lặng, người cứ hững hờ. Cho đến một ngày tôi vượt một quãng đường rất xa, trời đổ cơn mưa ướt lạnh cả lòng ngực, nhưng đến nơi người không chút sửng sốt, cũng chẳng hỏi thăm, thờ ơ, bình thản, tận lúc về cũng không luyến tiếc, níu giữ hay từ biệt, cứ thế để tôi đi. Giây phút đó tôi biết, đã tới lúc mình phải dừng lại. Ở bên người thì vui, nhưng khi xa người thì cô đơn quá. Dừng lại trong im lặng, như bao ngày qua, người đã cứ im lặng. Chẳng cần một tiếng chào, cứ thế mà ra đi. Ngày tháng năm. Vậy thôi, từ bỏ nha. Từ nay mỗi ngày sẽ không trông ngóng dòng tên cậu bật sáng một màu xanh trên mạng xã hội nữa. Không nao lòng đợi nó tắt đi rồi mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Không lặng lẽ quan tâm, dõi theo cậu âm thầm. Biết cậu khó khăn nhưng không thể giúp đỡ. Biết cậu buồn nhưng không thể sẻ chia. Từ nay tớ sẽ thôi không quan tâm nữa. Từ nay mọi sự cố gắng cũng sẽ thôi hướng về cậu nha. Cố gắng thật nhiều để mong cậu để ý đến. Cố gắng thật nhiều để mong cậu rung động. Cố gắng thật nhiều để bản thân có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn mà tự tin bước đến bên cậu, mang đến cho cậu nhiều điều tốt đẹp. Từ nay tớ sẽ không đưa niềm cố gắng, hy vọng hướng đến cậu nữa. Vì những khi tớ mệt mỏi, thất vọng, chỉ có một mình. Có một mình, cậu chẳng ở bên. Và từ nay, tớ sẽ thôi nhớ về cậu đã từng dịu dàng ấm áp như thế nào. Tập quên luôn chúng ta đã từng vui vẻ, thoải mái khi bên nhau thế nào. Ngày ấy cứ muốn gần gũi, muốn bên nhau thật lâu. Giờ tất cả đã lùi xa về quá khứ, vậy mà tôi vẫn cứ thương nhớ hoài. Tớ cũng sẽ thôi nghĩ đến tương lai có cậu hiện diện ra sao. Khờ dại đắp xây nên những điều chỉ mình mong ước. Thế giới của cậu rộng lớn đến thế. Thế giới của tớ chỉ có mình cậu. Từ nay tớ sẽ không như vậy nữa. Kết thúc ở đây thôi, vì cậu chẳng muốn bắt đầu. Nhưng hãy biết cho, ngày ấy nói nhớ cậu là tớ nói thật. Nói quan tâm cậu cũng là nói thật. Mỗi ngày đều trông ngóng tên cậu sáng lên. Gần như cậu đăng gì tớ cũng thấy trước tiên. Cậu lên mạng lúc nào, rời mạng lúc nào tớ đều biết. Việc làm cuối cùng trước khi đi ngủ và đầu tiên sau khi thức dậy chính là tìm kiếm tên của cậu. Tớ thích cậu nhiều hơn những điều cậu thấy và những gì cậu nghĩ. Đằng sau lặng im, tớ nỗ lực cố gắng vì cậu cũng rất nhiều. Ngày tháng năm. Tự nhiên hôm nay thấy nhớ cậu quá. Là bởi hôm nay tớ đi cùng một người thương mình mà mình lại chẳng thể nào mở lòng thương. Thế nên lúc người ta vui vẻ chuyện trò, kể một ngày dài của người ta ra sao, tớ chẳng hào hứng đáp lại. Lúc người ta than vãn tâm sự, tớ chẳng đủ xót xa quan tâm. Lúc người ta nâng niu tình cảm, tớ chẳng thấy hạnh phúc ấm áp. Nhìn một người dốc lòng tin tưởng mình như thế, yêu thương mình như thế, mà mình lại chỉ có thể lạnh nhạt, hững hờ, tớ thực sự cảm thấy bất lực và rất buồn. Vào rạp chiếu phim, tớ cũng không ham gần gũi, không thích dựa dẫm. Tới đoạn hay cũng lười bàn luận, lười tương tác, chú ý tới người ta. Lúc tan phim cũng chẳng buồn đợi ra ngoài cùng. Vào chỗ lấy xe cũng biến nhát không đi theo. Cứ để người ta một mình đơn độc như thế không chút bận lòng. Chắc chắn chẳng như khi ở bên cậu, tớ chỉ muốn được lắng nghe cậu mãi thôi. Được nhìn cậu nói không ngừng, được nhìn cậu cười ấm áp. Chắc chắn tớ sẽ hỏi lại, sẽ hỏi sâu vào câu chuyện nữa.
để cậu nói nhiều hơn, kể nhiều hơn. Mỗi phút giây được bên cậu vô cùng đáng giá và ý nghĩa. Có thể dừng lại bao lâu cũng được, hay đi đến bao xa cũng được. Ngồi ở rạp phim sẽ quan tâm đến cậu, sẽ ngắm nghía cậu, sát gần cậu, san sẻ phần bắp trên tay, rất vui khi được ăn cùng. Lúc vào chỗ lấy xe chắc chắn sẽ không để cậu đi một mình, vì vốn dĩ từng giây phút bên cậu đều vui vẻ, không muốn xa. Tớ chợt nhận ra, hình như khi mình càng được yêu thích, càng được tha thứ, càng biết mình rất an toàn, không bao giờ bị tổn thương khi bên một người, mình lại càng chẳng trân trọng người ấy, chẳng quan tâm người ấy. Cứ thế mà vô tình khiến người ấy tổn thương, đến nỗi sự đối xử và hứng thú với người ấy còn thua cả một người bạn bình thường. Thật lạ, mà cũng thật đau lòng. Và hôm nay, tự nhiên thấy nhớ cậu quá. Thấy muốn được trò chuyện, muốn được hỏi thăm. Trả lời tớ đi, nếu có một ngày đột nhiên tớ lại như vậy mà cậu cứ lặng im như thế, thì tớ phải làm gì?